Xin mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng chuyên cần.com á. Số điện thoại bên em là 0976 450089. Số này là em có xài Zalo luôn nha. Và số điện thoại phụ thứ hai là 0902 759924. Địa chỉ cửa hàng là tại 118 ấp Thị 2, Hội An, chợ mới An Giang á. Rồi thì tiếp tục hôm nay ngày 13 tháng 5 á, bên em có về một lô máy xăng Honda GB200 á và một số cái máy linh tinh khác này, như là máy bơm nước, máy thổi lá, một vài cái đầu nén và vài con máy cưa. Lô này thì lần này đa số về là máy xăng nhiều. Ở trong này thì nó có vài bộ xịt rửa nữa nè. Rồi và Honda GB200 là nhiều nhất thôi. Ở đây thì nó có Mitsubishi GM180 và 181 ha. Rồi thì nội dung chính trong cái video clip này thì em sẽ chủ yếu tập trung giới thiệu vào cái lô máy Honda GB200 nữa nha. Rồi quý khách hàng có thể số lượng về rất là nhiều quá. Cái này tổng số lượng là 86 cây, 86 đầu máy xăng GB200. Rồi đây là hàng thanh lý, hàng từ bãi Nhật về. Cái hàng này là chủ yếu là nó đa số là nó sản xuất ở Trung Quốc nha. Nhà máy của Honda đặt ở Trung Quốc, rồi nó xuất qua thị trường khác thôi. Cái này là hàng này sản xuất ở Trung Quốc đó. Vẫn là hàng chính hãng Honda, nhưng mà một em sẽ giới thiệu chi tiết về cái loại máy này ha. Rồi em sẽ đi sơ qua những cái nhóm bên đây. Rồi bơm nước thì nó cũng như những đợt trước thôi nha. Nó có robin nhựa nè, tên là 33, robin 25 TU. Rồi gió thì nó có robin dòng này cơm Matsu. Đây có hai con cơm 23 nữa. Rồi hai bộ xịt nén cao áp Honda GX100, hai bộ này còn rất là đẹp. Rồi, giá những cái món này thì quý khách quan tâm mình xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại và Zalo của em nha, 0976 450089. Nhiều cái tin nhắn mình để lại ở trong cái kênh YouTube nha, em không có xem được hết và không có trả lời được hết nữa. Nên quý khách có cần hơn thông tin gì thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và Zalo của em nha, 0976 450089. Rồi cái nội dung chính là em sẽ giới thiệu về cái dòng Honda GB200 nha. Những con này là hàng thanh lý, cũng là hàng từ bãi Nhật về nha anh em. Lô này là từ bãi Nhật về, nhưng mà nguồn gốc xuất xứ nó là nhà máy của Honda chính hãng, nó đặt ở Trung Quốc á. Về thị trường Việt Nam á, thì nó sẽ đập bỏ, nó đập quỷ á, để nó nhập về thị trường Việt Nam dưới dạng là máy ve chai phế liệu á, chứ nó không có để nguyên được, là nó không có kèm cái thùng xăng lớn vô nè. Rồi nó đập lấy dùng búa nó quỷ, nó đập mớp mấy cái phần áo gió nè ha. Và bên đây nữa, đa số là nó đập bên đây một cái, nó đập bên đây một cái nắp xi lanh bên đây nè. Rồi cái này thì nó cũng không quan trọng ha. Cái áo gió này nè, mình có thể hàng gò lại được bình thường nha, hoặc là mình thay cái áo gió mới, lắp cái bình xăng lớn mới vô là ok hết nha. Rồi những cái con này là 100% là hàng chưa đổ xăng đổ nhớt gì hết nha mọi người. Hàng thanh lý chưa đổ xăng đổ nhớt gì hết. Rồi chứ nó về là nó quỷ, nó dùng búa đập nó, mình có thể thấy nó mấp méo gì không. Rồi, mấy cái này thì không quan trọng, nó bên ngoài ha. Trong đống này 86 cây, nó khoảng chừng 4-5 cây đó nó bị bể lốc thôi. Còn lại là cái phần máy nó là không có ảnh hưởng gì hết. Máy chưa có xăng nhớt luôn ha. Rồi về thông số của cái dòng máy thì em cũng mô tả sơ qua nha. Loại này thì quý khách dùng nhiều mà cũng biết nó là động cơ 4 thì nha. Dung tích xi lanh nó là 196cc, model GB200 á. Rồi bít tông của nó là 68 ly nha. Rồi cái này là loại, tất cả cái này là cốt xéo hết nha mọi người. Công suất của nó là 408kW, 600 HP. Cốt xéo á, là loại tua chậm. Dòng tua của nó thì nó đạt là 1800 vòng trên phút thôi. Những cái con này thì mình có thể ứng dụng cho nhiều công việc như là chạy ghe nè, bơm nước, kéo đồ nén vân vân. Rồi cái thùng xăng lớn này nè, nó nếu mà lắp thùng xăng mới thì nó cũng khoảng chừng 3.1 lít nữa. Cho cái thùng xăng lớn, công suất tiêu hao nhiên liệu của nó thì trung bình của hãng nó đưa ra là khoảng 1.7 lít trên 1 giờ.
Tất cả cái này là cốt xéo, cái chiều quay nó là nó ngược chiều trên đồng hồ á, nếu mà nhìn phía từ sau trục cốt. Dung tích của cái ấy, học nhớt này là nó tầm khoảng là rơi vào khoảng 0.6 lít nha mọi người. Mình châm thì giờ bây giờ mua một chai lít nhớt mình pha mình châm vô đây khoảng châm khoảng chừng 0.6 0.7 lít là vừa á. Mình hạn chế châm quá đầy nha. Châm vừa tới cái mực của nó thôi. Dạ mà có máy mới về. Cái dòng Honda GB200 này đó là cái dòng máy xanh giá rẻ. Honda nó sản xuất để cạnh tranh với những hàng Trung Quốc và hàng Honda giả. Nó nhái ở ngoài thị trường đó. Cái này nó sẽ giảm giá thành chừng 1 triệu mấy tới 2 triệu một con so với dòng GX nha mọi người. Rồi nó sẽ cắt bỏ một số tính năng mà người Việt mình ít khi dùng tới. Ví dụ như là cái bên ngoài mình có thể nhìn thấy nó khác với con GX đó. Là cái dập giật này nó sẽ làm bằng nhựa nha. Rồi thì cái dập giật nó làm bằng sắt á. Rồi cái này quý khách nên phân biệt là nó không phải là hàng nhái, hàng giả nha, vẫn là hàng của Honda chính hãng nhưng mà nó sản xuất ở nhà máy đặt ở Trung Quốc thôi để nó giảm giá thành và nhà nhân công lại. Nó vẫn là chính hãng của Honda, được Honda kiểm duyệt á, nên chất lượng vẫn là đảm bảo. Rồi cái thông số này em cũng kệ sơ qua với khách là nếu mà cần biết rõ mình cứ lên mạng mình gọi cái Honda GB200 có rất nhiều trang sẽ đăng cái dòng này nhé. Rồi cái chính quan trọng là em báo giá những con này, nếu mà mình dọn mẫu hoàn chỉnh bên em lắp lại cái bình xăng lớn này, những cái nắp này nắp nào nặng quá thì mình thay nha. Còn nắp nào mà nó bị nhẹ nhẹ mình có thể mình đập gò lại bình thường nha. Cái phần áo gió này nè, chụp giật nó thì bình thường nó cũng không có bị bể vỡ nhiều hết. Rồi nếu mà làm hoàn chỉnh lại cho quý khách hàng thì cái giá trung bình nó cũng khoảng rơi vào tầm 3 triệu 2 tới 3 triệu 4 một con nha. Cái này nó hình thức máy nó cũng không có chênh lệch nhiều, đa số là nó như nhau hết, hàng chưa đổ xăng đổ nhớt. Quý khách có thể dây giật nó còn trắng tinh luôn nè. Trên mỗi con là nó đều có số seri đóng riêng biệt hết nó. Đây, Gotem Lima nè. Số seri từng máy nè. Rồi nó có tem hàng quan Honda nè, tem chống hàng giả của hãng luôn. Lốc là có đóng dập nổi ở trong đây nha mọi người. Cái này nó nằm khuất cái bát ở dưới này nên em quay nó không có rõ nha. Đóng lốc dập nổi đầy đủ nha. Rồi nếu mình lắp bình xăng lớn lên thì mình sẽ bỏ cái bát đen này ra nè. Nó có chỗ bắt ốc hai bình xăng, hai cái lỗ ốc bắt bình xăng ở đây nha. À ba bình đây. Mở nắp nhớt da dày mạnh nè. Đang cầm máy quay. Cái này là hàng hành lý ha mọi người. Đó là chưa có đổ xăng nhớt gì trong này luôn. Đây quý khách có thể thấy. Đó. Chỉ có một chút ít nhớt nên lúc mà ráp máy á, nó còn ướt trong đây thôi, chứ đây là hàng chưa đổ xăng đồ nhớt luôn nha. Về Việt Nam là nó quỷ theo kiểu mà về dây chai phế liệu á, nó khổ, nó đập bên đây dưới đó nó đập cái áo gió rồi nên cái nào nó cũng bị móp móp cái phần này hết nha. Rồi cái này về số lượng thì cũng rất là nhiều, 86 con nè. Em để đây là nó giặt hết cái xăng luôn rồi. Quý khách hàng nếu cần thêm thông tin gì thì liên hệ trực tiếp với em á qua số điện thoại và Zalo 0976450089 nha. Giá em sẽ công khai là nó dao động trung bình từ 3 triệu 2 tới 3 triệu 4 là mà em sẽ lắp lại hoàn chỉnh á. Như lúc nãy em có báo những cái này là cái nào mà nó bị nhẹ nhẹ thì mình đập mình gò lại được, còn cái nào bị nặng quá mình thay. Mà những cái này không nhiêu tiền á, cái áo gió và bình xăng lớn nó khoảng chừng 200 mấy 300 ngàn vậy thôi, lắp vào là bình thường hết, ok, không có vấn đề hết, máy móc còn nghiêm chỉnh nữa. Thì cái lại có một cái ly xăng em tháo ra để em xem đây, chưa đổ xăng đâu nhớt, cái ly xăng phao xăng này còn trắng tinh luôn rồi. Tất cả cái lô máy này đều là 6 người đuổi cốt xéo hết nha mọi người,
6.5 HP, công suất nó là 4.8 kW nè. Tất cả là cấu xéo hết. Rồi một quý khách về, nếu mà mình không dùng cái bình xăng lớn thì em sẽ trừ tiền ra. Còn không thì sẽ gắn cái bình xăng lớn mới vào. Nhiều khi mình chạy ra chơi thuyền á, mình xài bình xăng keo á, chỉ cần việc kết nối xăng với cái bình xăng con này nó nổ rồi. Tại hàng này là không có lỗi lầm gì hết. Hàng bãi kiểu thanh lý về á, nó tự hủy nên nó hơi bóp méo chút xíu thôi. Số lượng đó có nhiều á, còn ở trong á. Rồi sau khi kết thúc clip này em sẽ cho anh em dời vào kho phía sau cho nó chống cái chỗ mặt bằng phía trước. Có lẽ em xin phép tạm dừng cái video clip giới thiệu luôn máy lần này tại đây. Cảm ơn quý khách hàng, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Nếu cần thêm thông tin gì thì liên hệ trực tiếp với em nha. 0976 450089 có Zalo ha.